thật sự, phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kỳ nghỉ lễ Trung thu vì muốn nén dọn dẹp, chuẩn bị cơm cỗ suốt 5-6 ngày nghỉ. Nếu như ở Việt Nam, Tết Trung thu là ngày lễ dành cho thiếu nhi, mọi người vẫn phải đi học đi làm như mọi ngày, thì ở Hàn Quốc đây được xem là dịp lễ dài chính thức trong năm. Lễ hội rằm tháng 8 ở Hàn Quốc được gọi là Chuseok. Các gia đình thường trở về quê hương, nơi ông bà bố mẹ sinh ra để thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên. Họ chuẩn bị những mâm cơm cầu kỳ, dọn dẹp nhà cửa giữa khu mộ tổ tiên. Và hầu hết thì những việc này đều là một tay người vợ, người mẹ trong gia đình đảm đương. Có lẽ vì thế mà đối với nhiều người phụ nữ đã kết hôn ở Hàn Quốc thì lễ Chuseok từ lâu đã trở thành một cơn ác mộng. Bởi lẽ họ không được nghỉ ngơi vào ngày lễ này, thậm chí còn bận rộn hơn vì phải dành toàn bộ kỳ nghỉ không chỉ để nấu nướng và dọn dẹp trong dịp lễ mà phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt khi chuẩn bị thức ăn. Vậy nên nhiều người đã chọn giả ốm hoặc là giả bị thương để tránh làm việc nhà. Các cửa hàng online cũng thống kê lượng đặt hàng chân tay bó bột giả tăng tới 3 lần trong dịp lễ này. Nhiều người thậm chí còn mua gói